Chào nhà Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai vẫn liên quan tới cuộc chiến kỹ thuật giữa hoa kỳ và trung quốc và theo đó quý vị à, trong thời gian gần đây thì có rất nhiều những cái à, lời đồn đoán và có rất nhiều những cái à, ý định của các công ty sản xuất chip của hoa kỳ là rút ra khỏi thị trường trung quốc để chọn những cái quốc gia khác để mà phát triển cái công ty của họ cũng như là sản xuất ở những quốc gia khác, đặc biệt là khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Và quý vị, trong thời gian gần đây thì nhiều đồng đoán khi mà Hoa Kỳ bắt đầu cứng rắn và buộc các đối tác của mình gồm có Hòa Lan, Đức, Nam Hàn, Nhật Bản là không được phép cung cấp các cái phụ tùng cho máy sản xuất semiconductor cho phía của Trung Quốc và Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cũng như là bộ tài chính của Hoa Kỳ đã bắt đầu lên danh sách những công ty của Trung Quốc mà muốn mua chip điện tử của Hoa Kỳ đều nằm trong danh sách đen bởi vì những công ty của Trung Quốc đều không ít thì nhiều đều có quan hệ tới lực lượng PLA tức là lực lượng quân đội của cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị thấy trong thời gian gần đây thì họ đã nhắc rất là nhiều và trên sàn quốc hội của Hoa Kỳ liên tục đã bắt đầu thúc đẩy chính quyền của Joe Biden là phải cứng rắn và chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu phải thúc đẩy bộ thương mại, bộ tài chánh à, và kể cả quỹ ban mậu dịch của liên bang là phải duyệt xét lại tất cả những môn bài của các công ty nào muốn bán chip điện tử qua cho phía Trung Quốc. Đặc biệt ngày hôm qua hôm kia thì à, phía bộ tài chánh và bộ thương mại đã lên danh sách của các công ty được xem là tạo ra thị trường đen tức là thị trường chợ đen cho ngành chip điện tử để có thể bán cho Trung Quốc mà không à, coi như là họ phủi tay, họ lách luật của Hoa Kỳ. thì phía Bộ Thương mại và Bộ Tài Chánh của Hoa Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng chính sách này. Tuy nhiên thì à, họ chỉ nhắm vào Trung Quốc thôi, vẫn để cho các công ty có thể chọn cái địa điểm của họ để có thể à, mở công xưởng. thì nhiều đồng đoán cho rằng a à, Việt Nam rồi Thái Lan rồi Malaysia Ấn Độ vân vân là à, những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ về kỹ thuật có thể đặt các công xưởng ở đây, đặc biệt là những công ty về semiconductor tức là chất bán dẫn cũng như sản xuất chip điện tử. thì quý vị những lời đồng này và những cái lời hứa này thì sẽ có một số quốc gia được ví dụ như Ấn Độ đã nhận được cái nguồn đầu tư từ Apple tức là Apple cũng có sản xuất chip điện tử riêng cho hệ thống phone của họ và à, TSMC công ty sản xuất chip lớn nhất của Đài Loan cũng đã có ý định là sẽ mở công xưởng lớn tại Ấn Độ và Indonesia. Thì quý vị đúng, hai công ty này có mở công xưởng. Tuy nhiên thì đa số là sẽ phải mở ở Hoa Kỳ và không hề có cái chuyện mà qua Việt Nam mở công xưởng. Là lý do tôi sẽ giải thích và tại sao họ phải mở ở Hoa Kỳ, quý vị. Từ năm ngoái khi mà có sự báo động về việc Trung Quốc đã lợi dụng cái ngành semiconductor, tức là ngành chất bán dẫn để mà tăng cường à, cái nâng cấp cái hiện đại hóa cái quân đội của họ, trong đó chủ yếu nhắm vào ngành kỹ thuật. Tức là quý vị biết thời gian gần đây là cái, cái AI ra đời, tức là artificial intelligence mình gọi tắt là mình gọi tắt là AI, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Thì lực lượng quân đội PLA tức là quân đội của Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách áp dụng cái kỹ thuật AI vào trong lĩnh vực quân đội, tức là sẽ được điều khiển bằng hệ thống computer Nói chung là họ sẽ điều khiển tất cả các loại vũ khí, à, tàu chiến, à, chiến đấu cơ cho tới tìm thủy đỉnh và kể cả hàng không mẫu hạm của họ. Tất và cả hệ thống pháo kích cũng như là hệ thống hỏa tiễn của họ sẽ được điều khiển bằng cả AI, tức là bằng trí tuệ nhân tạo thay vì là con người. Thì quý vị, Trung Quốc đang có tham vọng này cho nên họ rất khác và muốn sản xuất về semiconductor, tức là muốn có được cái nguồn cung cấp về chất bán dẫn. Và kể cả chip điện tử thì chính quyền của Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng chính sách cứng rắn không cho phép những công ty mà sở hữu những cái uh, <laughs> máy móc để sản xuất là trong đó là cái công ty của Hòa Lan là công ty chính công ty này đang sở hữu cái uh, kỹ thuật của chế tạo semiconductor tức là cái gọi là uh, ultra violet tức là mình gọi là tia tử ngoại đó hay là bên Việt Nam quý vị gọi là tia cực tím đó đây là một trong những kỹ thuật quan trọng để mà sản xuất về semiconductor, tức là chất bán dẫn. Thì quý vị, Hoa Kỳ đã áp lực Hòa Lan, rồi Đức, rồi Nhật, rồi Nam Hàn, Đài Loan. Tất cả đều phải tránh xa Trung Quốc. Thì quý vị, đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và có nhiều đồng đoán ở trong cái khối người Việt ở Mỹ và rất nhiều những kẻ ở Việt Nam tức là những người à, à, kể cả những sinh viên đang học ngành kỹ thuật ngành ai hay ngành computer à, hay là bất kỳ ngành gì à, về kỹ thuật đó quý vị thì đều đang có hy vọng là những công ty lớn của mỹ từ nvidia cho tới intel rồi apple sẽ mở công xưởng ở việt nam tại vì nếu mà tránh ra khỏi trung quốc thì chọn những quốc gia khác ở đông nam á thì họ hy vọng là cái khu vực này sẽ là cái khu vực à, được có thêm việc làm do các công xưởng của mỹ rời khỏi trung quốc Tuy nhiên quý vị, họ họ đã bị ăn bánh vẽ hết. Họ đã bị ăn bánh 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 vẽ hết. Thứ nhất, tôi đã từng nói với quý vị là phía của Hoa Kỳ khi chuyển trục về Á Châu, họ sẵn sàng san sẻ sự thịnh vượng. Nhưng sự thịnh vượng kỳ này nó sẽ được san sẻ cho những quốc gia cùng giá trị. Đó là cái chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ. Và cái chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ là chỉ chia sẻ sự thịnh vượng lợi nhuận và phát triển kinh tế với những quốc gia có chung cái suy nghĩ và có chung giá trị đó là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên và do đó quý vị là Việt Nam không có cửa tại vì Việt Nam không có chung giá trị với lại phía của Hoa Kỳ cộng sản Việt Nam à, họ cai trị của quốc gia là bằng một cái chính sách một đảng cai trị nó không phù hợp với cái giá trị của Hoa Kỳ là có đa đảng do đó quý vị sẽ không có cái nguồn đầu tư nào cả ngoại trừ gọi là tôi gọi tôi từng gọi là bố thí cho vài triệu bạc để mà đào tạo các chuyên gia gia hay đào tạo các nhân tài cho các ngành kỹ thuật thôi chứ họ không đầu tư đó là điều thứ nhất ok quý vị điều thứ hai là do cái tình trạng gọi là tách rời khỏi trung quốc trong cái chiến lược của hoa kỳ do đó những quốc gia nào có quan hệ quá gần gũi với trung quốc thì họ sẽ không đầu tư họ sẽ offer Tức là họ sẽ đề nghị Nhưng họ không đầu tư Cho tới khi nào quốc gia đó tách rời khỏi Trung Quốc Do đó quý vị Vừa rồi mà quý vị thấy là từ Mark Zuckerberg hay là Bill Gates Rồi ông chủ của Nvidia Thậm chí là trước đó trong cái chuyến đi của à, Ông Joe Biden ghé qua Việt Nam Hồi tháng Hồi năm ngoái đó Tháng 9 đó Thì quý vị cũng dẫn theo một số người và công ty Intel cũng có À, cũng có à, giới chức của họ Đi chung với Joe Biden Tuy nhiên tất cả đều là những bản à, MOU Tức là những bản ghi nhớ Những bản ghi nhớ này Là đôi bên sẽ phải thực hiện lời cam kết của mình Thì lúc đó mới có chính thức đầu tư Nó không giống như ông Ferdinand Marcos Jr Là tổng thống của Philippines Ông tới những quốc gia này Là ông ký chính thức những văn bản Thỏa thuận Tức là những cái agreement Thì quý vị, ông ký được với lại Đức, với lại Âu Châu ổng ký được với lại Hoa Kỳ. Đây là những cái văn bản nó gọi là những cái agreement, tức là những cái bản thỏa thuận đã được thỏa thuận xong. Thì quý vị còn ở Việt Nam thì toàn là MOU. MOU tức là những bản ghi nhớ thôi. Những bản ghi nhớ này không có giá trị gì cả. Cho tới khi hai phía thực hiện lời cam kết của mình. Thì lúc đó mới tiến tới việc ký thỏa thuận, tức là agreement. Do đó quý vị, cái điều này là cái điều mà tôi đã nhấn mạnh với quý vị là cái khuynh hướng chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu, nó là như vậy. Thì quý vị, ngày hôm nay thì uh, Intel đã đầu tư 100 tỷ Mỹ Kim cho bốn công xưởng họ sẽ phải mở ở Hoa Kỳ. Lý do tại sao thì tôi sẽ giải thích cho quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi. Intel dự tính là chia ra 100 tỷ Mỹ Kim để mở ít nhất là 4 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, các công xưởng của họ. Intel dự tính là sẽ có 100 tỷ Mỹ Kim chi ra cho 4 tiểu bang ở Hoa Kỳ để xây dựng thêm các công xưởng sản xuất của họ sau khi họ nhận được 19.5 tỷ Mỹ Kim trong cái uh, tiền cung cấp của chính quyền liên bang và các món nợ và hy vọng họ sẽ có thêm 25 tỷ Mỹ Kim khấu trừ trong thuế và Intel đã có cái chiến lược chi ra trong vòng 5 năm và đầu tiên hết là cái công xưởng của họ ở Columbus, Ohio nơi mà ông à, tổng giám đốc là Paul à, Gelsinger đã mô tả là sẽ là một cái à, nơi sản xuất chip dành cho ngành AI tức là ngành trí tuệ nhân tạo lớn nhất trên thế giới bắt đầu từ năm 2027 và Hoa Kỳ đã loan báo là cho cung cấp cái ngân quỹ liên à, liên bang cho Intel dưới đạo luật chip Act vào ngày thứ tư trong đó làm cho cái cổ phiếu của Intel tăng thêm 4% và Intel đồng thời cũng sẽ dự tính là sẽ mở thêm các cái công xưởng của họ tại tiểu bang New Mexico, Oregon và Arizona, nơi được xem là đối thủ của Intel là công ty uh, TSMC của Đài Loan, tức là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sẽ xây một cái công xưởng khổng lồ của họ ở đây với hy vọng nhận được cái uh, ngân sách thúc đẩy về việc sản xuất uh, chất bán dẫn tại Hoa Kỳ và trong đó thì nó đã được đưa ra bởi trong cái uh, ngân sách này và đây được xem là một trong những cái bản tin mà tôi có được ngày hôm nay. Có nghĩa là quý vị, các công ty sản xuất về chip điện tử của Hoa Kỳ sẽ à, cực chẳng đã phải mở bên Á Châu. Cực chẳng đã phải mở bên Á Châu. Còn không, họ phải mở tại Hoa Kỳ. Tại vì cái đạo luật chip ác này với 52, hơn 52 tỷ Mỹ Kim mà quốc hội đã duyệt từ năm 2022. Trong đó là sẽ cung cấp ngân quỹ và cho vay đối với những công ty nào mở công xưởng tại Hoa Kỳ và không dùng nguyên liệu từ Trung Quốc. Tức là họ mở công xưởng tại Hoa Kỳ là một lẻ. nhưng không được phép nhận bất kỳ một cái nguyên liệu nào từ phía của Trung Quốc thì đổi lại họ sẽ được chính phủ cấp cho một cái số tiền tài trợ để cho họ có thể phát triển cái Ngành uh, uh, ngành semiconductor và phải sản xuất tại Hoa Kỳ. Thì quý vị, Intel đã được chi ra 19.5 tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách gọi là bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là grant, tức là chính phủ liên bang cấp Phần thứ hai là loan. Loan tức là Intel có thể vay tiền của ngân hàng dưới sự bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó, họ còn hy vọng là được già cắt giảm thuế lên tới 25 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới. Tức là mỗi năm 5 tỷ Mỹ Kim tiền thuế đó quý vị. Do đó, tất cả các công ty về semiconductor, kể cả hai công ty được xem là đang được coi trọng ngoại quốc. Thứ nhất là công ty TSMC của Đài Loan. Thứ hai là công ty Samsung của Nam Hàn. Các công ty này bây giờ phải tìm cách mở công xưởng của họ tại Hoa Kỳ, sử dụng nguồn nguyên liệu chính đáng hơn, không đến từ Trung Quốc. Thì họ sẽ nhận được cái tiền tài trợ của chính quyền của ông Joe Biden. Và trong đó thì TSMC đã đạt được tất cả những thỏa thuận này. Và họ cũng đã được cả chính quyền Joe Biden cấp cho một số ngân sách hình như là 8 tỷ để bắt đầu hỗ trợ cho họ xây dựng à hai công xưởng ở tại Arizona cộng thêm với một cái phòng lab tức là một cái phòng nghiên cứu về semiconductor. Thì quý vị, điều này tôi đưa ra cái tin này cho quý vị thấy là tất cả các công ty về kỹ thuật của Hoa Kỳ đặc biệt là trên cái lĩnh vực về hardware tức là ngành chip điện tử đó. Từ NVIDIA, AMD, Intel cho tới kể cả Cisco System là công ty sản xuất về các cái hệ thống server thì quý vị, rồi Apple tất cả đều phải sản xuất tại Hoa Kỳ. Nếu họ muốn được khấu trừ thuế, nếu họ muốn vay tiền của ngân hàng hay nếu họ muốn được cái cấp cái ngân khoản để mà à, mở các công xưởng này. Còn nếu như mà họ mở ở nước ngoài thì sorry, họ sẽ không nhận được một đồng nào. Họ sẽ không được khấu trừ thuế, ngược lại họ còn sẽ bị đánh thuế khi mà tất cả những cái mặt hàng semiconductor và chip điện tử nhập cản vào Hoa Kỳ do đó, thì quý vị đưa ra cái tin này để tôi cho quý vị thấy là các công ty hầu hết đứng đầu là những công ty mà đứng đầu về ngành kỹ thuật đều phải mở công xưởng ở Hoa Kỳ. Hiện nay thì Samsung đang nghiên cứu ở North Carolina và họ dự tính là sẽ mở một à, ít nhất là hai công xưởng tại Hoa Kỳ và Đài Loan thì đã chính thức ở Arizona rồi. thì quý vị điều này cho thấy là ngay cả hai công ty sản xuất chip điện tử à, của Á Châu là Đài Loan và Nam Hàn đều phải mở ở Hoa Kỳ. Tại vì khi mở ở Hoa Kỳ thì họ mới có thể dễ dàng à, dễ dàng có được những cái phương tiện hơn. Tôi lấy ví dụ là phía Hoa Kỳ đã đã ký được cái hiệp ước với lại Hòa Lan, với lại Nhật Bản là sẽ không cung cấp bất kỳ một cái máy sản xuất semiconductor nào cho phía của Trung Quốc giới hạn vô cùng. Và như vậy thì những công ty của Hòa Lan và của Nhật cũng như của Đức họ bị mất khách hàng. Họ bị mất khách hàng. Thì quý vị, do đó Hoa Kỳ ký là bởi vì Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là những công ty mở ở Hoa Kỳ, họ sẽ vay được tiền của ngân hàng hay được cái grant của chính phủ để mua máy móc của các công ty của Hòa Lan, của Đức và của Nhật. Tại vì ba quốc gia này là ba quốc gia sở hữu cái quyền mà gọi là sản xuất về các máy móc chế tạo semiconductor. Do đó quý vị, mở ở Hoa Kỳ thì họ sẽ nhận được cái tiền tài trợ của chính phủ liên bang cộng thêm cái sự bảo đảm của chính phủ trong các món nợ vay từ ngân hàng. Do đó quý vị, việc mà mở công xưởng ở Hoa Kỳ là điều chắc chắn để mà tách rời khỏi Trung Quốc. Và quý vị thấy rõ ràng là trong mấy ngày qua là liên tục Bộ Thương mại lẫn Bộ Tài chánh và Quỹ ban bà mậu dịch của liên bang đã bắt đầu siết chặt tất cả những cái môn bài. Thì quý vị, do đó những quốc gia Á Châu thì quý vị tùy theo quốc gia tùy theo quốc gia nào mà có cái khuynh hướng rời khỏi tách rời khỏi Trung Quốc thì sẽ được phía Hoa Kỳ và các đồng minh đầu tư và điển hình quý vị đã thấy Philippines. Philippines sau khi mà đối đầu với cộng sản Trung Quốc thì quý vị, cái Philippines nhận được là cái nguồn đầu tư từ Hoa Kỳ và ký hàng loạt các cái nguồn đầu tư chính thức từ ở Berlin với Liên hiệp Âu châu. Và sắp sửa tới thì là tới phiên Anh cũng sẽ đầu tư vào phía của Philippines. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái giá trị có chung một giá trị sẽ được đầu tư như thế nào. Thì quý vị do đó, những kẻ nào nằm mơ nói rằng là các công ty này sẽ có ý định mở công xưởng ở Việt Nam, tất cả chỉ là lời hứa hảo mà thôi. Bởi vì thứ nhất là họ phải mở ở Hoa Kỳ để nhận được cái sự tài trợ của chính phủ, được miễn thuế, được khấu trừ thuế và vay tiền ngân hàng dễ dàng hơn. Ok. Thứ hai là thật sự thì Quý vị nếu mà xét một cách công bằng, tay nghề chuyên môn thì các quốc gia ở Á Châu vẫn chưa chắc bằng Mỹ. <laughs> Tại vì các trường đại học của Mỹ, những trường đại học danh tiếng của thế giới thì quý vị họ đào tạo ra cả trăm ngàn sinh viên mỗi năm. Do đó chỉ và là cái vấn đề là giá cả của à, các cái công nhân có tay nghề cao, cao hay thấp thôi. Tại vì à, sinh viên mà tốt nghiệp đại học và là kỹ sư về ngành AI hay kỹ sư về ngành à, à, điện tử đó thì cái mức lương nó cao so với những sinh viên của Á Châu. thì cái vị do đó họ đầu tư chủ yếu là một cái lực lượng đối trọng với cộng sản Trung Quốc. trong đó họ chấm Ấn Độ, tại vì Ấn Độ có một số những trường đại học họ đã được mở chung với những trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. do đó thì Ấn Độ là cái nơi họ chọn tới, tại vì Ấn Độ có một cái hệ thống giáo dục rất tốt và cái dân số rất đông là một cái thị trường tiêu thụ tốt ấn độ bây giờ trở thành một quốc gia đông dân nhất thế giới và đang có khuynh hướng sẽ phát triển cái kinh tế họ rất tốt bởi vì sau khi mà nga tấn công ukraine trung quốc có những thái độ bành trướng ở khu vực á châu và xung đột qua cái biên giới với lại phía ấn độ thì ấn độ đã trỗi dậy trở thành một cái thế lực về quân sự và kinh tế ở tại á châu do đó các công ty họ đầu tư tại ấn độ là điều đương nhiên ngoại trừ Ấn Độ ra những cái nơi khác là họ sẽ mở những cái công xưởng lắp ráp thôi ví dụ như ở Philippines Philippines đã đã được nhận lời, lời, cam kết của Nam hàng tức là công ty Samsung và một phần của công ty TSMC là sẽ có công công xưởng tại Philippines nhưng những công xưởng này nó mang tính chất là assembly tức là lắp ráp thôi chứ không phải là sản xuất uh, mi connector tại vì những cái nơi này được xem là có một cái uh, khả năng giáo dục tốt đó Philippines, nhưng vẫn chưa đủ qualify, tức là vẫn chưa đủ đúng theo cái tiêu chuẩn của cái ngành đòi hỏi. Do đó họ chỉ mở các công sự một cách cẩn thận ở những quốc gia có chung giá trị. Ngược lại thì ở Việt Nam, quý vị gần như là thứ nhất là không chung giá trị với Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam có chung giá trị với cộng sản Trung Quốc. Họ cùng một ý thức hệ. Do đó họ không chung giá trị với Hoa Kỳ. Thứ hai là cái hệ thống giáo dục của cộng sản Việt Nam, giống như tôi đã từng nói rất nhiều lần là nó là một cái hệ thống tuyên truyền chứ không phải là hệ thống giáo dục. Do đó, những người được đào tạo 4 năm đại học ở Việt Nam hoàn toàn không biết gì hết. Tức là công nhân mà có tay nghề chuyên môn đó, gọi là công nhân gọi là có tay nghề chuyên môn đó, không có. Không hoàn toàn không có, cho nên bước vào cái sân chơi của AI, cái sân chơi của semiconductor thì coi như là ở Việt Nam hoàn toàn không có cửa. Với hai lý do trên. Và vừa rồi là những cái tác động về mặt chính trị tôi đã nói. Tác động về mặt chính trị là buộc phía Việt Nam phải chọn phía. Nếu quý vị chọn phía chúng tôi thì ít nhất có một số đầu tư từ Hoa Kỳ. Còn nếu quý vị chọn phía Trung Quốc thì sorry, đó chỉ là những bản MOU. Những bản ghi nhớ thôi không có giá trị gì cả. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái chính sách mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu và cái uh, ngân sách đạo cái đạo luật gọi là chip act cái đạo luật này là chính quyền liên bang và quốc hội đã đồng ý chi ra 52 tỷ mỹ kim để mà xây dựng các công xưởng sản xuất sơ mai conductor tại hoa kỳ với nguyên liệu không thể đến từ trung quốc do đó quý vị tất cả những cái điều này là việt nam không có cửa cộng thêm là cái việc mà gọi là đội lốt make in việt nam đã bị phanh phui trong những năm gần đây và bộ tài chánh đang chuẩn bị giám sát tất cả những cái gì xuất cản từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. Tức là chắc chắn rằng nguồn nguyên liệu hay là nguồn phụ tùng hay là cái nguồn gọi là vật vật liệu nó không thể đến từ Trung Quốc. Nếu đến từ Trung Quốc sẽ bị chặn ngay tại cửa ở cái, cái bến cảng hoặc là ở uh, phi trường, nó không được phép nhập cảng mà nó còn bị tịch thu nữa quý vị. Nếu như những mặt hàng này make in Việt Nam nhưng mà cái ruột lại xuất phát từ Trung Quốc Do đó gần như là Cộng sản Việt Nam không còn cửa. Không còn cửa để mà nhúng vào một cái sân chơi mới mà hiện nay gần như là các cái các quốc gia đều chạy đua. Đó là AI. Trí tuệ nhân tạo. Tại vì trí tuệ nhân tạo thì thật sự gọi là AI. Nhưng mà cái bản chất, cái gốc của nó là hardware. Hardware tức là tốc độ nhanh hay chậm. Hardware mà tốt, ví dụ như những con chip này chạy nhanh và giúp cho máy móc chạy nhanh hơn thì ai của nước đó sẽ chiếm 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 cái phần thượng cơ hơn. tại vì ai là nó là tổng hợp tất cả dữ liệu trên toàn thế giới để đúc ra một để đúc kết ra một cái kết luận nhanh hơn và chính xác hơn cho tất cả những người yêu cầu. đó quý vị thấy cái chat gpt đó là tại sao quý vị đặt câu hỏi mà chỉ trong vòng vài giây đồng hồ là nó có câu trả lời cho quý vị bởi vì nó sẽ phải đi lấy tất cả thông tin ở khắp nơi để nó tổng hợp lại rồi nó đưa ra cái câu kết luận trả lời cho quý vị tất cả những cái công đoạn này những cái giai đoạn này chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ tức là cái hệ thống server cái hệ thống mà à, chip điện tử cái tốc độ nó nhanh cỡ nào thì quý vị bản chất của nó là hạt que do đó thì à, cái việc mà gọi là phát triển về lĩnh vực ai coi như cộng, à, ở việt nam không còn cửa không còn cửa nữa nếu như cộng sản việt nam vẫn tiếp tục cái chế độ hiện nay tức là một đảng cai trị có chung ý thức hệ với cộng sản trung quốc thì họ sẽ không có cửa nhận được những cái nguồn đầu tư từ các công ty kỹ thuật của hoa kỳ bây giờ bỏ ngành chip điện tử ra đi thì ngành kỹ thuật còn có nhiều thứ khác để phát triển lắm ví dụ như facebook ví dụ như là google ví dụ như là apple họ còn nhiều sản phẩm khác không đụng tới ai không đụng tới chip điện tử vẫn phát triển được nhưng những công ty này phải chờ chính phủ Hoa Kỳ bật đèn xanh. Nếu chính phủ Hoa Kỳ không bật đèn xanh, họ chỉ cùng lắm là tài trợ vài ba triệu cho đào tạo, giáo dục vân vân thôi, chứ họ không có đầu tư. Họ dứt khoát không có đầu tư. Là bởi vì quý vị, họ phải chờ cái tại vì khi đầu tư là họ phải thông qua hàng loạt các cái môn bài từ Bộ Thương mại và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Nếu họ muốn đầu tư ở một quốc gia nào thì phải được sự chấp thuận mà trong khi đó thì quý vị các quốc gia có chung giá trị với hoa kỳ thì cái môn bài đó được duyệt xét rất dễ dàng nhưng các quốc gia mà không có chung giá trị với hoa kỳ cái môn bài đó khó khăn vô cùng tại vì họ không tin tưởng những quốc gia này khi mà sản xuất hoặc là trở thành cái quốc gia tiêu thụ và tuồn tất cả những cái chip điện tử này vào ngược lại trung quốc và điều này đã xảy ra quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia thì Bộ Thương mại đã lên danh sách một số công ty ở Hồng Kông, một số công ty ở Quảng Châu, Trung Quốc đã tìm cách gọi là mở cái văn phòng của họ hay mở công xưởng ở một quốc gia thứ ba rồi mua chip điện tử của các công ty Hoa Kỳ. Sau đó họ mở, họ tạo ra thị trường đen để tuồn những cái chip này bán ngược lại cho Trung Quốc. Thì quý vị, họ đang tạo ra một cái black market, tức là một cái thị trường đen ở trong cái ngành chip điện tử kể cả phụ tùng của các cái máy chế, chế tạo của chip điện tử luôn thì họ tạo ra cái thị trường đen này để bán ngược lại cho Trung Quốc thì chính ngày hôm qua hôm kia Bộ Thương mại và Bộ Tài chính đã lên danh sách để mà đưa vào danh sách đen ngăn chặn không cho những công ty này được làm ăn được buôn bán với những cái công ty đó thì quý vị do đó cái sự gần gũi của Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc Hoa Kỳ không tin tưởng là thứ nhất <laughs> là Họ sẽ bán những cái chip điện tử đó ngược vào thị trường Trung Quốc Và cuối cùng những công ty ở Trung Quốc lại sử dụng những cái chip điện tử này Cung cấp cho lực lượng POD Nhất là cái ngành AI Tức là ngành trí tuệ nhân tạo Hiện nay thì coi như là trên thị trường Mà các cái video card tức là GPU đó Cung cấp cho cái thị trường AI đó Gần như là không có cung cấp đủ NVIDIA sản xuất tối đa 24 trên 24 Cũng không đủ cũng không đủ cung cấp cho cái thị trường đòi hỏi của AI, tại vì giống như tôi nói, AI là nó giải quyết về vấn đề tốc độ và chính xác. Tốc độ và sự chính xác. Do đó, muốn có tốc độ thì bắt buộc thì họ phải có một cái hệ thống server rất mạnh. Và hệ thống server đó thì GPU chiếm phần quan trọng nhất. GPU tức là cái hệ thống mà video card mà quý vị có đó. Thì cái hệ thống GPU này nó phải mạnh vô cùng cộng thêm con chip điện tử ở bên trong, tức là con CPU. Thì quý vị, những cái này nằm trong tay của Hoa Kỳ. Những cái này nằm trong tay của Hoa Kỳ hết. Kể cả những con chip điện tử mà dành cho các cái phone hay là các cái uh, hệ thống mà di động. Thì quý vị, đa số nằm trong tay của Hoa Kỳ. Huawei vừa rồi chỉ được ra cái, ra cái con chip điện tử mới, mà cái con chip điện tử đó lại sử dụng kỹ thuật của Hoa Kỳ thì quý vị họ chỉ đủ khả năng chế tạo một cái chip điện tử dành cho cái phone thôi và mở được cái cổng cho 5G thôi chứ họ chưa phải là những con chip điện tử được xem là thống trị trên thế giới mà đã lập tức đã bị báo động bởi Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra và chặn đứng tất cả những cái này chặn đứng tất cả những cái này tới mức mà công ty Huawei phải đi mở cái black market tức là thị trường chợ đen để tìm cách có được cái nguồn chip thì quý vị thấy rõ là gì quý vị chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ, kỳ này rất rõ ràng. Tất cả các công ty về chip điện tử phải đặt trụ sở tại Hoa Kỳ để Hoa Kỳ kiểm soát cái lượng chip điện tử, không để nó lọt vào tay của Trung Quốc, của Nga, của Bắc Hàn, của Iran. Thứ hai là họ muốn là cái ngành này nó phải được kiểm soát và nó phải tạo công an việc làm cho người dân ở Hoa Kỳ. Và thứ ba, họ chỉ san sẻ những cái kỹ thuật này với những quốc gia có chung giá trị để bảo đảm cái sự gọi là an ninh của thế giới tự do và dân chủ tại vì có chung giá trị mà còn những quốc gia không có chung giá trị thì chỉ được cái gọi là ban phát thôi cho được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi không có cửa phát triển thì quý vị đây sẽ là một trong những cái để mà à, cho quý vị thấy rõ là tất cả các công ty về chip điện tử của hoa kỳ không hề có ý định mở công xưởng tại việt nam tại vì họ phải chờ cái sự bật đèn xanh của chính phủ Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ. Thì quý vị, lần này thì coi như là tôi đã nói quý vị là cục diện quả châu trước sau sẽ phân cực. Một là đứng về Trung Quốc, hai đứng về Hoa Kỳ. Vấn đề còn lại là các quốc gia Á Châu sẽ chọn con đường nào để phát triển kinh tế cho quốc gia của mình. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích này và hy vọng bài phân tích này để cho quý vị hiểu rõ đừng nghe những cái bánh vẽ tuyên truyền của báo chí trong chế độ Cộng sản. Nó đưa những cái thông tin để mà tạo cảm giác ảo cho quý vị thôi. Không có thực tế. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.